đang ngồi chơi ở bàn bên. Tân Lan ai họ để mời bia ở bàn trên. Hay mình cưới nhau đi em, cưới nhau đi em, hay mình cưới ngay trong đêm, cưới luôn nha em. Để ta nói cho tụi mày nghe, tụi nó dính bầu tụi nó mới cưới, đâu có dễ mà ăn đám cưới của cặp tình nhân ở tuổi đôi mươi. Ông thầy bói ông cũng đã nói thằng này tuổi thân con kia tuổi tý, qua sang năm nó làm tiền tỷ trong tay nó cầm nhiều đô la Mỹ. Nắng hồng ban mai chiếu sáng hết con đường, hôm nay là ngày tốt anh với em cùng lên phường. Nhấc cái tay ký cái tên coi như là chung giường, nhấc bé thiên lị nhị bé cao đường, phù thầy già phâu qua sang năm ba má có cháu. Yeah, yêu là phải cưới mà lại dính cũng phải cưới, sớm của anh là sớm dân chơi còn sớm của em là sớm biển khơi, nên vì thế đừng lo em ơi, anh chịu trách nhiệm trên mọi cuộc chơi. Tuy chiều cao anh hơi có hạn nhưng em chịu là em có vàng, giờ ngày mai bình minh ló dạng anh đốt vàng mà ăn thịnh luôn nàng. Em ơi em có bằng lòng đừng dẫn anh nữa, anh thấy lòng vòng vì ngồi kia như mưa đang hóng em mà lãng quạng coi chừng ấy chồng. Đậm đà chân chất tình yêu mùi mắm nhỉ, Phan Thiết biển rộng hôm nay sẽ có hỷ. Đợi anh hỏi em lại lòng của em muốn theo anh hay là bên tôi, nhưng mà thôi em đừng nói nữa, hai đứa tụi anh cũng là một đôi. Hay là mình là mình anh. Người yêu ơi, hãy cho anh bên em, anh sẽ chở che trong vòng tay của anh. Người yêu ơi, hãy cho anh yêu em, anh sẽ thủy chung với tình yêu ngát say. Yêu em ơi, em cho mai mai em cho. Anh
Nếu như em cần anh sẽ đến bên em thật nhanh. Nếu như em buồn lo, anh sẽ làm bờ vai to. Nếu như em giận anh sẽ phóng xe đi thật nhanh, mua tặng em một nhành hoa xinh. Yeah, yeah. Người yêu ơi, sẽ có hay. Đợi anh hỏi em lại lòng của em muốn theo anh hay là bên tôi. Nhưng mà thôi em đừng nói nữa, hai đứa tụi anh cũng là một đôi. Hôm nay là gia đình này, hai chúng tôi ở đây
chung á, qua là thăm gia đình, thăm sức khỏe, thăm sức khỏe gia đình. Vấn đề thứ hai mà chúng tôi gia đình chúng tôi có một cái lễ, cái này là xin cháu về làm dâu con của gia đình, để cho hai gia đình chúng ta để giao lưu với nhau. Thì tôi cũng trân trọng giới thiệu đoàn nhà trai chúng tôi là có các thành phần như sau: là bà nội của cháu Hiệp, vợ chồng loại là vợ chồng của bác Linh Hiền, và đây là bác Đạo cũng là anh trai của bố cháu Hiệp, và bên mẹ cháu thì có các bác để cùng để nghe lại bố cháu là bác Dung, và cũng có mặt ở đây. Còn lại là tôi cũng là bác, tôi là Hồng. Xin phép như vậy là khắp thế gian.
vàng lá trà ban, ngắm hoàng hôn mùa đông tại nơi gọi là Luân Đôn, đắm chìm trong tình yêu tại nơi gọi là Paris. Đi cùng anh đừng rời xa anh. Người yêu ơi, hãy cho anh bên em, anh sẽ chở che trong vòng tay của anh. Đến bên em thật nhanh. Nếu như em buồn lo, anh sẽ làm bờ vai to. Nếu như em giận anh sẽ phóng xe đi thật nhanh, mua tặng em một nhành hoa xinh. Yeah, yeah. Người yêu ơi, mời bia bàn trên, hay mình cưới nhau đi em, cưới nhau đi em, hay mình cưới ngay trong đêm, cưới luôn nha em. Giờ ta nói cho tụi mày nghe, tụi nó dính bầu, tụi nó mới cưới, đâu có dễ mà ăn đám cưới của cặp tình nhân ở tuổi đôi mươi. Ông thầy bói ông cũng đã nói thằng này tuổi thân con kia tuổi tý, qua sang năm nó làm tiền tỷ, trong tay nó cầm nhiều đô la Mỹ. Nắng hồng ban mai chiếu sáng hết con đường, hôm nay là ngày tốt, anh với em cùng lên phường. Nhất cái tay ký cái tên coi như là chung giường, nhất bá thiên địa nhị bá cao đường. Và phâu qua sang năm ba má có cháu. Yeah, yêu là phải cưới mà lại dính cũng phải cưới. Sớm của anh là sớm dân chơi, còn sớm của em là sớm biển khơi. Nên vì thế đừng lo em ơi, anh chịu trách nhiệm trên mọi cuộc chơi. Đi chiều cao anh hơi có hạn, nhưng em chịu là em có vàng. Chờ ngày mai bình minh ló dạng, anh đốt vàng mà anh thịnh luôn nàng. Em ơi em có bằng lòng đừng dẫn anh nữa, anh thấy lòng vòng. Vì ngồi kia như mưa đang ngóng em mà lãng quạng coi chừng ấy chồng. Đậm đà chân chất tình yêu mùi mắm nhỉ, Phan Thiết biên rộng hôm nay sẽ có hỷ. Đợi anh hỏi em lại lòng của em muốn theo anh hay là bên tôi. Nhưng mà thôi em đừng nói nữa, hai đứa tụi anh cũng là một đôi. Hay là mình là mình.
đành dấu lo cho tương lai của con chúng mình. Em mà ca chân chân chán với son cô ngày lên đầu. Em mà ca chân chán với son cô ngày lên đầu. Anh sẽ phóng xe đi thật nhanh, mua tặng em một nhành hoa xinh. Yeah, yeah. Người yêu ơi, you are.
chơi ở bàn bên. Tân là ngày họ để mời bia ở bàn trên. Hay mình cưới nhau đi em, cưới nhau đi em, hay mình cưới ngay trong đêm, cưới luôn nha em. Để tao nói cho tụi mày nghe, tụi nó dính bầu tụi nó mới cưới. Đâu có dễ mà ăn đám cưới của cặp tình nhân ở tuổi đôi mươi. Ông thầy bói ông cũng đã nói thằng này tuổi thân con kia tuổi tí. Qua sang năm nó làm tiền tỷ, trong tay nó cầm nhiều đô la Mỹ. Nắng hồng ban mai chiếu sáng hết con đường. Hôm nay là ngày tốt, anh với em cùng lên phường. Nhấc cái tay ký cái tên coi như là chung giường. Nhất bé tiên bị nhị bé cao đường. Phù thầy già phâu, qua sang năm ba má có cháu. Yeah. Yêu là phải cưới mà lại dính cũng phải cưới. Sớm của anh là sớm dân chơi, còn sớm của em là sớm biển khơi. Nên vì thế đừng lo em ơi, anh chịu trách nhiệm trên mọi cuộc chơi. Đi chiều cao anh hơi có hạn, nếu em chịu là em có vàng. Chờ ngày mai bình minh ló dạng, anh đốt vàng mà ăn thịt luôn nàng. Em ơi em có bằng lòng đừng dẫn anh nữa, anh thấy lòng vòng. Vì ngồi kia như mưa đang ngóng em mà lãng quạng qua chừng ấy chồng. Đậm đà chân chất tình yêu mùi mắm nhỉ. Phan Thiết biên rộng hôm nay sẽ có hí. Đợi anh hỏi em lại lòng của em muốn theo anh hay là bên tôi. Nhưng mà thôi em đừng nói nữa, hai đứa tụi anh cũng là một đôi. Thưa tất cả các cụ không có bà, hôm nay là ngày lành tháng tốt, gia đình nhà trai tôi lên cũng xin phép là xin là cháu về làm dâu con trong gia đình. Những cái thủ tục chúng tôi đi thì thời gian thì nó là còn quá dài, thế cho nên là trước mắt như vậy là hai gia đình chúng ta cứ thoải mái như vậy là có thời gian rồi uống nước, chơi đầu. Thế còn lại là thủ tục là 11:25 thì chúng tôi xin phép là đưa cháu ra và đón cháu về nhà. Thế nên là cái thời gian thì nó quá dài. Lại là trước đây là tôi thưa các cụ, thưa các bà, nên đón cháu là làm cho con gia đình chúng tôi. Thì đại diện là cho bên cả gái để công có bài như vậy là được giao lưu và biết là các cụ không có bà anh em là gọi ngay đến đây. Trước kia tôi xin thay mặt gia đình như vậy là ở bên nhà trai là giới thiệu có ông Dọc là bác của cháu Hiền và bác Linh là bác dâu của cháu, bác Tâm cũng là bác dâu, và đây là chú Lợi là em chú của bố cháu. Còn tôi là cũng là anh con bác, nên là tên tôi là Hồng. Cũng xin báo cáo với là gọi là gái là như vậy. Kính thưa các cụ, công và đại diện cho hai họ, nhà trai và nhà gái. Trước tiên thì cũng xin phép thay mặt cho bên đại diện gia đình Kim Thủy thì có đôi lời cùng với lại bên nhà trai. Trước khi đó thì tôi xin giới thiệu, tôi là Hải, tên là Hải, họ tên đầy đủ là Phan Thanh Hải, là chú rể của cháu Thủy. Nói đồng la đồng hào với Thủy đấy thì các cụ dễ hiểu. Và đây cũng xin phép là thay mặt cho họ gia đình nhà gái xin giới thiệu với các cụ công và nhà trai cái thành phần cùng dựng cái hội hôn của chúng ta hôm nay. Thứ nhất là giới thiệu với các bác là kia là bà, tức là bà ngoại của cháu Thùy. Còn lại thì đối với anh em gia đình thì đại diện bên tổng tập bên địa chỉ thì có bác Thái là già. Dạ. Nhìn kia chắc là các bác cái kia là bọn nhà trai này chưa hẳn nắm được rồi. Đây là cô Thúy. Bên cạnh thì có chí là cậu Mai, cái này em cậu của chị Cúc. Bên cạnh thì phía bên kia là bác Hùng, cũng là bác rể.
cơ bản thành phần rất là đơn, chúng ta cần giới thiệu qua qua như thế để chúng ta cùng giao lưu, để chúng ta cũng biết là hai gia đình chúng ta là gần gặp nhau trong cái việc mà làm quen và biết trước thì đã biết rõ rồi. Nên xin báo cáo được các nội dung chương trình giới thiệu của hai bên của nhà trai đã giới thiệu, của nhà gái đã giới thiệu. Sau đây xin mời bác đại diện nhà trai ra tiếp tục. Thủ tục thắp hương gia tiên của các cháu đã xong. Sau đây xin mời hai họ đã ra hôn trường để cùng chụp ảnh với các cháu. Cô dâu Phương Thùy và chú rể Vũ Minh Hợp cũng đã xong. Và sau đây xin mời toàn thể quan viên của hai họ cùng trở lại với những số ghế đặc biệt tại khu vực trung tâm sân khấu của gia đình để cùng uống nước xin chào và cùng chứng kiến câu chuyện tình trăm năm của cô dâu Phương Thùy xin duyên cùng chú rể Vũ Minh Hợp trong ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa toàn thể chúng ta một chiếc ghế trân trọng và thân mến đang hiện diện tại khu vực trung tâm sân khấu của gia đình ông bà Thùy Cúc trong ngày vui hôm nay là cô dâu Phương Thùy và chú rể Vũ Minh Hợp. Xin toàn thể chúng ta mong chú cưới chúng ta nổ một tràng tay để đón chào cô dâu và chú rể của chúng ta được không ạ? Vỗ tay thật to được không ạ? Vâng, xin được cảm ơn những tràng vỗ tay của quý vị, anh chị và các bạn rất là nhiều. Dạ vâng, và cũng xin được trao lời cho gia đình ông bà Thùy Cúc, cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể quan viên của IO cũng như quý vị tân khách quý sang gần đã bớt chút thời gian bằng ngọc của mình trở về đây để cùng chung vui và chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ trong ngày hôm nay. Và cùng nâng những chiếc đầu hồng mừng hạnh phúc chúc tương lai cho cô dâu Phương Thùy và chú rể Vũ Hiệp nên duyên chồng vợ. Vâng, chân ơn đến vợ, gái lớn thì gà chồng, đó là quy luật tất yếu của cuộc đời. Và để tổ chức xin được trân trọng tuyên bố buổi lễ vu quy của cô dâu Phương Thùy Tránh Duyên cùng cô chú rể Vũ Hiệp xin phép được bắt đầu. Ta hãy nồng một trong tay để chúc mừng hạnh phúc cho đôi trẻ được không ạ? Dạ vâng, vừa rồi là màn bắn pháo sáng để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu Phương Thùy và chú rể Vũ Hiệp. Dạ vâng, trước khi chính thức vào buổi lễ vu quy của cô dâu Phương Thùy Sánh Dương cùng chú rể Vũ Hiệp trong ngày hôm nay thì ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời bác trưởng đoàn của ba đàn họ nhà trai cùng trở lại với sân khấu với bác trưởng đoàn của ba đàn họ nhà gái cùng trở lên sân khấu để có đôi lời phát biểu cũng như nhận rể và trao dâu ạ. Mời xin được trân trọng kính mời. Và xin được trân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn đại diện cho nhà trai và nhà gái sẽ trở lại khu vực trung tâm sân khấu ạ. Hai bác sẽ trở lại sân khấu để cùng xin dâu và nhận rể ạ. Vâng ạ. Kính thưa toàn thể trung tâm chứng cưới trân trọng và kính mến đang hiện diện tại khu vực trung tâm sân khấu của gia đình trong ngày hôm nay là đại diện cho hai bác trưởng đoàn họ nhà trai và họ nhà gái. Xin toàn thể trung tâm chứng cưới của chúng ta đồ tràng vào tay để đón chào hai bác được không ạ? Dạ vâng ạ, xin mời hai bác sẽ tiến đến khu vực trung tâm sân khấu để dành cho nhau cái bắt tay thật thắm tình không ra. Mời xin mời hai bác ạ. Mời xin mời nhà nhiếp ảnh ra hai ghi lại khoảnh khắc này cho hai bác ạ. Vâng, xin được cảm ơn hai bác rất nhiều. Xin được trân trọng kính mời hai bác cùng trở lại với những sự ghế đặc biệt tại khu vực trung tâm sân khấu để cùng uống nước xây chầu ạ và cùng chứng kiến câu chuyện tình trăm năm của đôi bạn trẻ trong ngày hôm nay. Và sau đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời bố mẹ của cô dâu Phương Thùy cùng trở lên sân khấu ạ. Xin mời cô chú Thùy Cúc cùng trở lên sân khấu để có món quà dành tặng cho hai con của mình trong ngày hạnh phúc của hai bạn ạ. Dạ vâng, và ban tổ chức xin được trân trọng kính mời toàn thể chúng ta một chiếc cưới của chúng ta cùng hướng mắt về khu vực trung tâm sân khấu để cùng chia của cô chú Thùy Cúc trao cho hai con của mình. Đó, cha tân tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con vẫn để có ngày vui và hạnh phúc như ngày hôm nay. Từ đôi bạn trẻ của chúng ta cũng không thể quên được công ơn sinh thành dưỡng dục của những người làm cha làm mẹ để cho hai bạn có ngày hạnh phúc như ngày hôm nay. Và cũng xin được trao lời cho cô dâu Phương Thùy và chú rể Vũ Hiệp cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất từ những tình cảm rất là trân trọng và ý nghĩa của cô chú dành tặng cho hai con của em thêm một chút. Lắng nghe tim của anh này, nắm đôi tay của anh này, hãy theo anh đi khắp thế gian. Đón bình minh mùa xuân tại nơi gọi là Japan, ngắm hoàng hôn mùa đông tại nơi gọi là London, đắm chìm trong tình yêu tại nơi gọi là Paris. Đi cùng anh đừng rời xa anh, người yêu chờ che trong vòng tay của anh. Người yêu ơi, hãy cho anh yêu em, anh sẽ thủy chung với tình yêu ngang.
heart say, you are my angel, my angel. You are my angel, có phải em là thiên thần đến ân cần, hãy cho anh gần em thêm một chút. Lắng nghe tim của anh này, nắm đôi tay của anh này, hãy theo anh đi khắp thế gian. Đón bình minh mùa xuân tại nơi gọi là Japan, ngắm hoàng hôn mùa đông tại nơi gọi là London, đắm chìm trong tình yêu tại nơi gọi là Paris. Đi cùng anh đừng rời xa anh. Người yêu ơi, hãy cho anh bên em, anh sẽ chở che trong vòng tay của anh. Người yêu ơi, hãy cho anh yêu em, anh sẽ thủy chung với tình yêu ngát xanh. You are my angel, my angel. Sẽ đến bên em thật nhanh. Nếu như em buồn lo, anh sẽ làm bờ vai to. Nếu như em giận anh sẽ phóng xe đi thật nhanh, mua tặng em một nhành hoa xinh. Yeah, yeah. Người yêu tại trung tâm sân khấu tình yêu ngày hôm nay. Xin mời
hay bác trưởng đoàn cùng di chuyển và trở lại với sân khấu ngày hôm nay để có đôi lời phát biểu trao dâu và nhận rể. Xin được trân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn ạ. Xin mời hai bác ạ. Quý vị hãy nổ một tràng pháo tay rộn rã nhất để chào đón hai bác trưởng đoàn đại diện cho họ nhà trai và nhà gái ạ. Kính thưa quý vị, tình yêu của đôi bạn trẻ ngày hôm nay được ví như là ánh nắng của mùa hè, hương vị ngọt ngào của hoa sứ của mùa thu và ngọn lửa hồng sưởi ấm của mùa đông. Và ngày hôm nay, sau lời tuyên bố được cất lên, xin chúc cho đôi bạn trẻ luôn sống trọn đời bên nhau như mẹ ôm lấy thân cau, vui kia phải có lá trầu mới non. Và về tham dự chương trình tổ chức lễ thành hôn ngày hôm nay, như MC Minh Phú đã nói ngay từ ban đầu, có sự tham dự của hai bác trưởng đoàn cũng như các cô ông, cô bà, cô dì, chú bác. Và để thực hiện nghi lễ trao dâu và nhận rể trong chương trình tổ chức lễ thành hôn ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời bác trưởng đoàn cổ họ nhà gái chúng ta sẽ có đôi lời phát biểu trước. Xin được trân trọng kính mời bác ạ. Kính thưa các cụ, ông, các bà, đại diện cho hai họ, kính thưa toàn thể hội trường. Sau một thời gian tìm hiểu, với sự đồng ý nhất trí của hai bên gia đình và sự đồng ý của chính quyền địa phương, hôm nay là ngày lành tháng tốt, hai bên gia đình đã tổ chức ngày hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Đến giờ phút này, công việc của hai họ đã cơ bản thực hiện sắp xong, và chính thức là cháu Hiền đã làm rể gia đình ông bà Cúc Thủy, và cháu Thủy đã làm dâu trong họ gia đình nhà trai. Kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, cháu Thủy con gái duy nhất trong gia đình ông Thủy, từ bé đến lớn để được gia đình chăm sóc, nuôi lớn. Trong quá trình sinh ra lớn lên, gia đình được bố mẹ chăm lo. Do vậy là việc thứ nhất là việc đối nhân xử thế, hai nữa là công tác đầu chính trong gia đình thì cháu cũng được bố mẹ cưng chiều nhiều. Chính vì thế cũng mong muốn rằng là khi cháu về làm dâu bên họ gia đình nhà trai, trong tình xử lý có vấn đề gì sơ suất, cũng đề nghị là công các bạn bên họ nhà trai rồi cũng như bên nhà gái chúng ta tiếp tục được dạy dỗ để cho cháu được trưởng thành hơn, làm dâu hiền ở dòng gia đình nhà trai. Và với cháu Hiệp cũng làm rể gia đình cũng mặt cũng là con cháu dòng họ trong gia đình bên nhà gái, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục có những cái sự hướng dẫn dạy bảo để làm sao cháu đã là người giải thảo trong gia đình. Và mong muốn của hai họ chúng ta là cháu sẽ sống hạnh phúc, hai bên gia đình hòa thuận gắn kết cùng nhau giúp cháu tiến bộ, các cháu tiến bộ, và mong sớm có được cháu mới. Một lần nữa thì cũng xin thay mặt cho gia đình nhà gái xin chân thành cảm ơn và nhà gái đã quan tâm tiếp đón rồi đưa cháu Thùy về làm dâu con dưới này một cách an toàn tuyệt đối. Một lần nữa xin cảm ơn và chúc sức khỏe cả hội trường. Rất xin cảm ơn bác trưởng đoàn của họ nhà gái đã có đôi lời phát biểu trao dâu. Kính thưa quý vị, nhà gái vừa phát biểu rồi, nhà trai phải có đỡ lời đôi câu để cho nên rể lên dâu, để cho hai họ được về lâu về dài. Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời bác trưởng đoàn của họ nhà trai chúng ta sẽ có đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời bác ạ. Kính thưa các cụ, các ông, kính thưa hai họ, qua thời gian dài tìm hiểu của hai cháu, được sự nhất trí của gia đình hai bên nội ngoại, cũng như là gia đình nhà Thủy và gia đình của bà Thơm, cũng như là hai địa phương, hai thị trấn tại Hùng Sơn và xã Yên Lã, hôm nay như vậy là ngày lành tháng tốt, gia đình nhà trai chúng tôi như vậy là đã đưa cháu về làm dâu con của gia đình. Và cũng thay mặt cho gia đình nhà trai thì cảm ơn sự nhiệt tình và họ nhà gái đã đón tiếp rất long trọng và đưa cháu bớt chút thời gian như vậy là vàng ngọc, đưa cháu cùng nhà trai về đến nơi đến chốn. Cuối cùng xin chúc sức khỏe hai họ. Cảm ơn.
Vâng, xin được trân trọng cảm ơn bác trưởng đoàn Hòa Nhà Trai. Kính thưa quý vị, sau lời phát biểu của hai bác trưởng đoàn, hai gia đình đã kết tình thông gia. Và để siết chặt tình thông gia, hai nhà là một. Ngay sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời hai bác hãy cùng bước lên phía trước và hãy cùng bắt tay nhau để siết chặt tình thông gia. Vâng, xin mời hai bác đi ạ. Xin mời hai bác trưởng đoàn. Quý vị hãy nổ một tràng pháo tay thật rộn rã được không ạ? Vâng, xin cảm ơn hai bác trưởng đoàn rất nhiều ạ. Xin mời hai bác cùng về vị trí ban đầu để cùng tham dự tiệc nước, tiệc thuốc và diệt trà và đến với chương trình tiếp theo của buổi lễ. Kính thưa quý vị, sau lời phát biểu của hai bác trưởng đoàn, con dâu chú rể, hai bạn đã chính thức lên duyên vợ chồng. Và trong chương trình ngày hôm nay, quý vị hãy hướng ánh nhìn trở lại sân khấu để đến với một nghi lễ vô cùng quan trọng trong ngày cưới. Con dâu và chú rể sẽ thực hiện nghi lễ trao nhẫn cưới cho nhau. Ngay sau đây xin mời hai bạn trở lại với chính giữa sân khấu ngày hôm nay và hãy cùng hướng với nhau một hướng thích hợp nhất. Và đôi vòng nhẫn cưới sẽ được trao cho con dâu trước. Xin mời, chuẩn bị ạ. Kính thưa quý vị, đôi vòng nhẫn cưới sẽ được trao cho con dâu Phương Thùy. Đôi vòng nhẫn cưới sẽ không có điểm đầu và điểm cuối, đã được đeo vào ngón tay giáp út của cô dâu, nơi mạch máu của tình yêu luôn tuôn chảy. Và một lần nữa xin chúc cho đôi bạn trẻ luôn sống trọn đời bên nhau. Quý vị hãy nở một tràng pháo tay rộn rã để dành cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay ạ. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Cặp thấp nhất, cặp bánh đầu tiên ạ. Kính thưa quý vị, cặp bánh đầu tiên tượng trưng cho sự ngọt ngào của tình yêu và hạnh phúc. Cặp bánh thứ hai tượng trưng cho ông Tơ bà Nguyệt đã xe duyên cho con dâu và chú rể lên duyên vợ chồng. Và cuối cùng cặp bánh thứ ba là chiếc chìa khóa đã mở ra tình yêu và hạnh phúc cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay ạ. Kính thưa quý vị, và với tháp đi rượu ngày hôm nay, xin mời chú rể hãy cùng chung tay rót vào tháp đi rượu cùng với cô dâu. Và chai rượu đầu tiên xin mời chú rể hãy cùng bóc chai rượu ra. Vâng, xin mời chú rể trọng hiệp cùng với cô dâu Phương Thùy. Hai bạn hãy cùng chung tay rót vào tháp ly rượu có mặt trên. Chung tay rót vào tháp ly rượu có mặt trên bàn cưới. Những dòng rượu tắt chảy được ví như nước và mật ngọt. Nước để tưới cho tình yêu của đôi bạn trẻ được tươi thắm hơn. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay rượu hồng đã được rót ra, chảy đầy các góc thiết tha mặn nồng. Xin mời cô dâu và chú rể hãy cùng cầm lên. Vâng, xin mời cô dâu sẽ mời ly rượu đầu tiên dành cho mẹ, người đã có công chăm lo nuôi dưỡng sinh thành. Và xin cho con một tràng rể tuyệt vời nhất của ngày hôm nay. Quý vị anh nào một tràng vào tay rộn rã được không ạ? Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Và hai ly rượu tiếp theo xin mời chú rể cùng với cô dâu cầm lên ạ. Xin mời bố của cô dâu hãy cùng trở lại sân khấu ạ. Theo ý kiến của chú rể cùng với cô dâu, xin mời bố của cô dâu. Xin cảm ơn bố rất nhiều. Bố xin cho con một nàng dâu xinh đẹp tuyệt trần nhất của ngày hôm nay ạ. Sau đây xin mời chú rể hãy mời ly rượu dành cho bố. Vâng ạ, xin mời hai ly rượu còn lại. Xin mời chú rể cùng với cô dâu, chúng ta hãy cùng dơ cao thật ly rượu và MC sẽ phô từ 1 đến 3. Quý vị hãy dành một tràng pháo tay rộn rã nhất. 1, 2, 3, hô tay quý vị ơi. 2, 1, hô nào. Chúc mừng đi quý vị ơi. Rất tuyệt vời, xin được chúc mừng cô. Em thêm một chút lắng nghe tim của anh này, nắm đôi tay của anh này, hãy theo anh đi khắp thế gian. Đón bình minh mùa xuân tại nơi gọi là Japan, ngắm hoàng hôn mùa đông tại nơi gọi là London, đắm chìm trong tình yêu tại nơi gọi là Paris. Đi cùng anh đừng rời xa anh, người yêu. Chờ che trong vòng tay của anh, người yêu ơi, hãy cho anh yêu em, anh sẽ thủy chung với tình yêu ngát say. You are my angel,
có phải em là thiên thần đến bên anh thật ân cần, hãy cho anh gần em thêm một chút, lắng nghe tim của anh này, nắm đôi tay của anh này, hãy theo anh đi khắp thế gian. Đón bình minh mùa xuân tại nơi gọi là Japan, ngắm hoàng hôn mùa đông tại nơi gọi là London, đắm chìm trong tình yêu tại nơi gọi là Paris. Đi cùng anh đừng rời xa anh. Người yêu ơi, hãy cho anh bên em, anh sẽ chở che trong vòng tay của anh. Người yêu ơi, hãy cho anh yêu em, anh sẽ thủy chung với tình yêu ngát xanh. You are my angel, my angel. Sẽ đến bên em thật nhanh. Nếu như em buồn lo, anh sẽ làm bờ vai to. Nếu như em giận anh sẽ phóng xe đi thật nhanh, mua tặng em một nhành hoa xinh. Yeah, yeah. Người yêu ơi, sẽ có hỷ đợi anh hỏi em lại lòng của em muốn theo anh hay là bên tôi, nhưng mà thôi em đừng nói nữa, hai đứa tụi anh cũng là một đôi. Hay là mình cưới nhau đi.
mang bao ôm bao cưới luôn em, anh chờ em về. Em ơi em đừng nên đánh số lo cho tương lai của con chúng mình. Em mà ca chân chân chán với son cô ngày lần đầu. Em mà ca chân chán với son cô ngày lần đầu. Đón bình minh mùa xuân tại nơi gọi là Japan, ngắm hoàng hôn mùa đông tại nơi gọi là London, đắm chìm trong tình yêu tại nơi gọi là Paris. Đi cùng anh đừng rời xa anh, người yêu ơi, hãy cho anh bên em, anh sẽ chở che trong vòng tay của anh. Anh sẽ phóng xe đi thật nhanh, mua tặng em một nhành hoa xinh. Yeah, yeah. Người yêu ơi, hãy cho anh bên em, anh sẽ chờ che trong vòng tay của anh. Người yêu ơi, hãy cho anh yêu em, anh sẽ thủy chung với tình yêu chờ say.
hay là mình là mình vì cưới nhau đi, hay là mình vì cưới nhau đi. Thanh xuân kia đi qua vội lắm ai ơi, cho anh xin tình nồng tròn kiếp bên em. Hay là mình vì cưới nhau đi, hay là mình vì cưới nhau đi. Em nói rồi làm gì mà để đó em ơi, hay là mình vì cưới nhau đi. Thế nào em tính đi, hay là đến phường ta đăng ký kết hôn liền. Ta yêu nhau bao lâu anh chẳng chờ thêm nữa đâu, yêu nhau tới tầm này anh chợt cảm thấy lắng lo. Lỡ mai mốt em chán từ những cái mắm chay, chắc lúc đó anh chết làm sao mà sống được. Thế là quyết phải cười cười sớm em ơi, không thể để lâu lỡ mai nó dính bầu. Hay là mình vì cưới nhau đi, hay là mình vì cưới nhau đi. Anh xin khi đi qua vội lắm ai ơi, cho anh xin tình nồng tròn kiếp bên em. Hay là mình vì cưới nhau đi, hay là mình vì cưới nhau đi. Em nói rồi làm gì mà để đó em ơi, hay là mình vì cưới nhau đi. Chú Bảy đang ngồi chơi ở bàn bên, Tân Lan ai họ đây mời bia bàn trên. Hay mình cưới nhau đi em, cưới nhau đi em, hay mình cưới ngay trong đêm, cưới luôn nha em. Để ta nói cho tụi mày nghe, tụi nó dính bầu tụi nó mới cưới, đâu có dễ mà ăn đám cưới của cặp tình nhân ở tuổi đôi mươi. Ông thầy bói ông cũng đã nói thằng này tuổi thân con kia tuổi tí, qua sang năm nó làm tiền tỷ, trong tay nó cầm nhiều đô la Mỹ. Nhân hồng ban mai chiếu sáng hết con đường, hôm nay là ngày tốt anh với em cùng lên phường. Nhấc cái tay ký cái tên coi như là chung giường, nhất bé tiên bị nhị bé cao đường, phù thầy già phâu qua sang năm ba má có cháu. Yêu là phải cưới mà là dính cũng phải cưới, sớm của anh là sớm dân chơi, còn sớm của em là sớm biển khơi. Nên vì thế đừng lo em ơi, anh chịu trách nhiệm trên mọi cuộc chơi. Tuy chiều cao anh hơi có hạn, nhưng em chịu là em có vàng. Chờ ngày mai bình minh ló dạng, anh đốt vàng mà ăn thịnh luôn nàng. Em ơi em có bằng lòng đừng dẫn anh nữa, anh thấy lòng vòng. Vì ngồi kia như mưa đang ngóng em mà lãng quạng coi chừng ấy chồng. Đậm đà chân chất tình yêu mùi mắm nhỉ, Phan Thiết biên rộng hôm nay sẽ có hỷ. Đợi anh hỏi em lại lòng của em muốn theo anh hay là bên tôi. Nhưng mà thôi em đừng nói nữa, hai đứa tụi anh cũng là một đôi. Hay là mình vì cưới nhau đi, hay là mình vì cưới nhau đi. Thanh xuân kia đi qua vội lắm ai ơi, cho anh xin tình nồng tròn kiếp bên em. Hay là mình vì cưới nhau đi, hay là mình vì cưới nhau đi. Em nói rồi làm gì mà để đó em ơi, hay là mình vì cưới nhau đi. Em ơi anh có nhớ không, em đừng ham chơi nữa, quay về bên anh bao tháng bao năm bao chờ bao đời bao đánh số lo cho tương lai cu còn chúng mình. Em mà ca chân chân chán với son cô ngày lần đầu, em mà ca chân chán với son cô ngày lần đầu. Đón bình minh mùa xuân tại nơi gọi là Japan, ngắm hoàng hôn mùa đông tại nơi gọi là London, đắm chìm trong tình yêu tại nơi gọi là Paris. Đi cùng anh đừng rời xa anh, người yêu ơi hãy cho anh bên em, anh sẽ chở che trong vòng tay của anh.
ân cần, hãy cho anh gần em thêm một chút. Lắng nghe tim của anh này, nắm đôi tay của anh này, hãy theo anh đi khắp thế gian. Đón bình minh mùa xuân tại nơi gọi là Japan, ngắm hoàng hôn mùa đông tại nơi gọi là London, đắm chìm trong tình yêu tại nơi gọi là Paris. Đi cùng anh đừng rời xa anh. Người yêu ơi, hãy cho anh bên em, anh sẽ chở che trong vòng tay của anh. Người yêu ơi, hãy cho anh yêu em, anh sẽ thủy chung với tình yêu ngát xanh. You are my angel, my angel. Sẽ đến bên em thật nhanh. Nếu như em buồn lo, anh sẽ làm bờ vai to. Nếu như em giận anh sẽ phóng xe đi thật nhanh, mua tặng em một nhành hoa xinh. Yeah, yeah. Người yêu ơi,